ta bắt đầu cùng tiến vào tham quan ở khu nội dung các bạn. Các bạn xem đó là chiếc phà bắt đầu lên Cù Lao Dung ở tỉnh Sóc Trăng. Này chúng ta cùng nhau đi tham quan ở Cù Lao Dung á, ở tỉnh Sóc Trăng á. Thì đây là một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Đây là Cù Lao Dung, còn là một huyện lỵ đặt tại thị trấn Cù Lao Dung. Huyện như là một hòn cù lao lớn nằm giữa hai tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh. Nhưng Cù Lao Dung thực sự là bao gồm ba hòn cù lao nhỏ gộp lại như Cù Lao Tròn, Cù Lao Dung và Cù Lao Cồn Cọc các bạn. Thì Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng thì diện tích khoảng 235 km². Vậy hôm nay Thế Nguyễn sẽ dẫn các bạn tham quan ở một khu vườn rất là đặc biệt ở Cù Lao Dung các bạn, xem cây Cù Lao Dung có cây trái gì hấp dẫn không nha. Rồi mời mọi người theo chân của Thế Nguyễn nha các bạn. Hey, bây giờ mình đang đứng ở Cù Lao Dung ở Sóc Trăng nha. Bây giờ mình thấy, bây giờ mình nghe nói bạn mình có vườn dừa rất là hay, nên mà mình đang ở ngoài lộ các bạn. Lộ này đường đi ngay chỗ bên Cù Lao Dung nè. Bây giờ mình thấy vườn dừa này rất là hay, hai bên toàn là chùm chuối mà nó xe đang chạy ở sao luôn á đó. Đó bạn thấy không, ở phía đây là dừa, dừa rất là nhiều luôn đó. Bây giờ mình đi ra đây mình sẽ review lại cho các bạn xem cái vườn dừa này nhà bạn mình thế nào nha. Ồ, bạn thấy không, ở phía sau lưng là dừa lùng lùng, trái nhiều lắm. Đó, cảnh đẹp ở đây là hai bên hàng chuối, rồi cây rất là nhiều luôn. Đó, bạn thấy không? Đặc biệt là ngay chỗ nhà bạn mình là có cái ông hai bên đường có trồng hoa nhiều lắm. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Quá trời trải. Thôi, đi nào. Thế Nguyễn sẽ dẫn các bạn đi thăm một cái vườn dừa rất là sai trái ở xã An Thạnh Nhất của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Hôm nay buổi sáng thì mình đã đi qua một con phà rất là xa rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến một vườn dừa rất là siêu trái. Đó là dừa gì mà các bạn cùng theo chân của mình nha. Các bạn đi cùng theo chân của Thế Nguyễn. Đây là anh Liên sẽ dẫn mình đi tham quan vườn dừa các bạn. Đây là dừa mà mã này xanh nha các bạn. Đây là dừa siêu trái luôn. Này mình đi ra ngoài á liền. Qua đây không qua. Ồ, quả dừa quá trời, cái này là nó già chưa anh Liên? Cái này là dừa hay là nó dừa ăn đó hả? À, đúng rồi. Ôi ơi. Bạn thấy không, là mỗi cái trái á, là nó có quậy, nó sai trái là mỗi và mẹ là có một cái buồn nè. Rồi trên lúc trên đọt là nó có cái lưới mèo luôn á. Dữ dằn thấy không? Rồi, mọi người cùng đi tham quan tiếp ha. Đây là vừa mã lai luôn anh Liên. À đúng, vừa mã lai. Mã lai này như là nó anh trồng bao lâu mà nó được cháy quá, nhiều quá anh Liên. Cái này chắc 4 năm rồi. Đây là mã lai xanh. Một quại này như là cũng đó, như đoán là cũng khoảng 30 trái không? Hơn anh ơi. Cái này khoảng 40. Vừa quại là 40 nha. Mà cái dừa này anh, ví dụ cái dừa này anh có làm giống lần nào chưa? Có, cũng đang để giống cho bà con mình trồng á. Dạ. Cái giống dừa này là một tàu là một có một quầy á. Rồi, xài trái anh ạ. Xài trái. Cái điều cây luôn anh ơi, chứ nó không có bổ như cái loại dừa khác. Cái này mình trồng rồi mình thu làm sao?
nào có bệnh chuột không? Dạ, có lâu lâu mình xịt thuốc người sâu với đuông dừa đó. Dừa hả? Dạ, quá trời ha. Cái mê quá trời luôn ha. Xứ này mình là trồng dừa hay trồng gì đó mình thấy cũng chưa nhiều lắm. Dạ. Mình đã còn ở đây còn nào đâu mình liên. Dạ, con cứ dài dưới ha. Mình cùng nhau đi ha. Làm giống hay sao mà nhiều quá nè. Em để giống hương bán cho con đó. Ủa cái quà này chắc là cái chồng mà. Còn sao cái chồng. Ủa mấy người bên đây là anh làm giống hay sao? Em giống. Giống hả? Dạ. Rồi anh rồi ai đặt hàng là anh bán hay sao hay là. Dạ đúng rồi, ai đặt hàng em là em mương. Dạ. Bạn thấy không? Là phía bên đây á là anh Liên á đang đặt hương giống nè các bạn. Ủa sao mình cắt bằng kia với anh Liên? Cái này để mình cho nó mình làm dấu cái phần cho mình phun thuốc cho nó dễ lên á. À vậy hả, mình vậy là cái dừa này mình muốn cho cái đây là dừa xiêm xanh Mã Lai luôn. Dạ, xiêm xanh Mã Lai. Bạn thấy không, là khi mình mua giống dừa tuy là nhỏ vậy là trồng lớn mà thấy cái trái quá trời là thấy mê liền các bạn. Đó, đây là dừa xiêm xanh nè, nó mọc rễ là mình trồng được rồi đó. Thôi mọi người mọi người thấy chân của mình với anh Liên nha. Ủa em thấy hình như cái này sao cụt cổ anh Liên? À, cụt cùng chứ vậy nặng nó quằn hay sợ sao? Cái này là mình treo phụ nó anh. Treo phụ. Tại vì cái nó cá nhiều quá nó hơi nặng. À. Nó hơi nặng nên mình treo nó lên. Ở đây Liên là bán dừa tươi hay là bán dừa giống anh Liên? Em bán dừa giống cũng có dừa tươi nữa anh. Dạ, bán hai loại luôn ha. Dạ. Hàng tháng thì em bán dừa tươi còn dừa giống thì ương cho bà con trồng á. Dạ. Bạn thấy không, là cái dừa này á anh Liên phải dùng cây chổi để đỡ cái phụ cái mùng dừa nó xài trái dữ lắm bạn. Bạn nó chịu không nổi là phải phụ nó. Rồi, mọi người tham quan cái bên đây còn nhiều trái nữa. Ô. Trời luôn rồi. Trái luôn. Bạn thấy không, là hí rất là cao 1m7 mà đi phải khum xuống này là quá trời đó. Cái này là đã già rồi ha. Dạ, cái này là vừa ăn. Vừa ăn hả? Mà mình muốn biết vừa ăn sao nhận biết cái dừa Mã Lai xanh này nó vừa ăn là mình nhận biết sao lên thì mình nhìn cái màu nó. Cái màu nó với cái màu dừa. Màu dừa là đậm là đậm là được. Đấy chưa. Ví dụ như ta đã lại vườn của mình mua uống á, rồi mình bán nguyên hoài hay sao? Mình bán nguyên hoài, bán trục hả? Bán trục hả? Dạ, bán trục. Mình điếp trái bán trục. Mọi người có khi nào về xã Cù Lao Dung thì các bạn ghé vườn của anh Liên để thưởng thức dừa nha. Dừa của anh Liên là rất xài trái rồi uống rất là ngọt luôn. Để chút xíu chúng ta mình tham quan tiếp nha. Người qua đây anh Liên. Tốt. Mình gấp lấy cái dao. Ở đây nè, đây là một cái chung giống của nó. Ồ, là dừa Mã Lai xanh luôn á. Dạ, đúng. Ồ, mọi người thấy không? Dừa xiêm xanh Mã Lai rất là siêu trái ha. Cây rất là thấp mà trái rất là sai luôn bạn. Ồ, rất là thấp mà trái rất là nhiều các bạn. Là có trái mà tới đọt luôn các bạn. Ở đây thì mới mưa xong nên là giọt nước còn đọng trên trái luôn các bạn. Rồi chúng ta cùng nhau đi tham quan tiếp nha. Ở đây khu vườn của anh Liên khoảng 7 công các bạn, đều trồng dừa xiêm xanh Mã Lai các bạn. Ở đây anh Liên
anh Liên cho em biết thêm là vùng đất nó rất là phù hợp với loại trồng dừa Mã Lai, dừa xiêm xanh Mã Lai các bạn, nên là trái rất là sai. Bạn thấy không, là một cây là có rất là nhiều trái, một hoài có thể là 30-40 trái, có thể nhiều hơn nữa các bạn. Ở đây đặc biệt anh Liên chỉ bán dừa giống, rồi có thể nó bán dừa tươi nữa bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào muốn đặt dừa giống là phải liên hệ với anh Liên trước, ở đây để anh Liên ươm giống các bạn. Rồi chúng ta cùng nhau đi tham quan tiếp nha các bạn. Khi tham quan vườn dừa dừa xiêm xanh Mã Lai của anh Liên, mà các bạn thấy không, là trái rất là mê, rất là triệu triệu quả. Có thể mình đứng ngang đầu ngang tầm mắt của mình luôn. Đó, trái quá trời trái các bạn. Chúng ta tham quan dựng nguyên cái vườn dừa thì cây nào cũng như cây nấy các bạn, là đều có sai trái hết. Khi lần đầu tiên mình về thăm vườn dừa của Liên, mình cảm nhận được là cái vùng đất này rất là trù phú, nên là cái rất là thích hợp với trồng dừa. Nên nếu mọi người yêu thích về dừa thì mời mọi người về thăm quan vườn dừa của Liên các bạn. Trái trái quá trời trái. Khi chúng ta vào đây, chúng ta có thể là chụp ảnh để làm kỷ niệm được ha. Đây là những cái hoài dừa thật, không được có ghép, không có bị ghép đâu các bạn. Ồ, trái quá trời trái các bạn. Bây giờ mình cũng review cho các bạn xem cái mô hình trồng dừa sim Mã Lai của anh Liên rất là sai trái hiệu quả. Cảm ơn các bạn xem clip của mình nha. Nếu các bạn thấy cái mô hình trồng dừa sim Mã Lai hay, các bạn sẽ bấm like và đăng ký kênh để xem những clip của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bye bye, hẹn gặp lại clip sau các bạn.